Thưa quý vị, sáng ngày 25 tháng 5, đại diện Bixi Thăng Long, đường Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, do có F0 đến mua hàng vào chiều ngày 22 tháng 5, đơn vị đã tạm dừng hoạt động từ tối ngày 24 tháng 5 theo yêu cầu của chính quyền và phối hợp truy vết liên quan. Hiện siêu thị đang tích cực trích xuất camera để truy vết các trường hợp liên quan tiếp xúc gần với F0 một cách khẩn trương nhất. Theo yêu cầu của cơ quan chức năng, thời gian này Bixi Thăng Long sẽ thực hiện biện pháp kiểm tra khử khuẩn toàn bộ hệ thống siêu thị và trung tâm thương mại. Hiện đơn vị chưa có thời gian cụ thể về việc mở cửa trở lại. Trước đó, ca nhiễm COVID-19 là TTD, trú tại Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội, từng đến mua hàng tại Bixi Thăng Long trong thời gian từ 15 giờ đến 17 giờ ngày 22 tháng 5, có đeo khẩu trang, sau đó về nhà. Ngày 24 tháng 5, anh D được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Anh D đã đến các quầy mua rau, cá, gà tiếp xúc với 4 người F1, trong đó có Thu Ngân, ngoài ra còn 9 trường hợp là F2.